Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày 10 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã ban hành nghị quyết số 104, trong đó quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang và cơ yếu đã tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các bảng lương mới theo đúng tinh thần nghị quyết số 27 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sáng nay đã diễn ra hội nghị thống nhất phương án xây dựng các bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu dưới sự chủ trì của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại hội nghị, Cục Tài chính cho biết thời gian qua, Cục Tài chính đã xây dựng dự thảo các bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu, tổ chức hội thảo, gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan, gửi văn bản đề nghị các cơ quan rà soát báo cáo về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện cải cách chính sách tiền lương phụ cấp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để thực hiện đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Cục Tài chính đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo các bảng lương mới. Theo đó, bảng lương mới của lực lượng vũ trang đảm bảo các nguyên tắc, trong đó phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống của các đối tượng hưởng lương trong lực lượng vũ trang và gia đình. Chế độ tiền lương mới phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy. Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giữ được mối tương quan hợp lý giữa tiền lương của các đối tượng trong lực lượng vũ trang với cán bộ công chức hành chính nhà nước và giữa các đối tượng trong lực lượng vũ trang. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các bảng lương mới của lực lượng vũ trang và cơ yếu theo đúng tinh thần nghị quyết 27, Thượng tướng Vũ Hải Sản giao cơ quan thường trực và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, hoàn thiện các bảng lương mới trước khi trình các cấp phê duyệt quyết định. Giao Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị báo cáo Ban chỉ đạo thông qua nội dung về chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu. Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với Cục Cán bộ hoàn chỉnh biểu tổ chức biên chế của các cơ quan đơn vị, xác định rõ vị trí việc làm và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm để làm cơ sở chuyển xếp lương cũ sang lương mới.